Chào các bạn, mình là Super Show Anh Tuấn. Mình đang có mặt tại khu vực ngã tư Quảng Trường, thành phố Vinh. Đấy. Đây là trung tâm thương mại Vinh Center, trung tâm thương mại mới nhất của thành phố Vinh. Khu vực bên này là Quảng Trường Hồ Chí Minh. Vào buổi chiều, rất nhiều người đến đây tập thể dục thể thao, vui chơi giải trí, đi bộ các kiểu. Đó, hôm nay thì mình sẽ làm một cái video về trung tâm thương mại Vinh Center. Trung tâm thương mại nằm ngay đối diện Quảng Trường Hồ Chí Minh luôn, là một trong những cái bất động sản vàng của thành phố Vinh ấy. Vinh Center tầng 1 ấy, thì làm cho thuê Highland Coffee. Đấy, tầng 1 có Highland Coffee. Tầng cao nhất ấy, là có rạp phim CGV, CGV. Đối diện quảng trường và nằm ngay bên đường Hồ Tùng Mậu. Đường Hồ Tùng Mậu là một trong những con đường đắt giá nhất. Chạy lại một đoạn đầu kia là đường Nguyễn Văn Cừ. Đấy, Vinh Center. Ở thành phố Vinh ấy là hiện tại đã có rạp phim Lotte. Rạp phim Lotte. Lotte Cinema ở ngay khu vực gần ga Vinh. Rồi có rạp phim Galaxy ở tòa nhà Hub City ở gần đường Lê Hồng Phong. Đó, và bây giờ là đã có cả rạp CGV rồi. CGV là cái chuỗi rạp phim lớn nhất của Việt Nam mình. CGV là chuỗi rạp phim có nhiều rạp nhất của Việt Nam. Ok, mình sẽ đi vào trong này. Đấy, tầng 1 là Highland Coffee này, rất là chảnh chó, sang chảnh, xin lỗi nhá, sang chảnh. Giao lộ giữa đường Vương Thúc Mậu và đường Hồ Tùng Mậu. Chỗ này là buổi chiều người cái dân mà đi tập thể dục thể thao ấy, tập thể dục thể thao ở quảng trường ấy, đó là có thể vào đây uống cà phê, đi tập về xong vào đây cà phê các kiểu, rồi đi xem phim. Và khu vực này thì chắc chắn ấy là nó sẽ rất sầm uất. Hiện tại thì ở đây cũng chưa lấp đầy đâu. Rạp phim đấy là chưa lấp đầy. Tô cha là cái gì nhỉ? Tổ cha hả? Tổ cha hay tô cha? Tô cha chắc là trà sữa linh tinh. À, trà sữa. Đây là người ta chưa bắt đầu kinh doanh đâu. Trong kia người ta đang sắp hàng. Trung tâm thương mại tương đối mới thành ra là ở đấy vẫn chưa được lấp đầy. Ok, mình sẽ đi vào. Một, hai, ba tầng, có ba tầng thôi. Ngó qua cái nhá. Nhá, có 4 tầng chứ không phải 3 tầng. Tầng 4 là rạp phim CGV. Thôi, đi đến từng tầng để coi nó có những cái gì hay. Tầng 2 này là sẽ có đồ chơi trẻ em, khu chơi dành cho trẻ em. Đi lên tầng 3 coi.
thang máy là có người bước ấy, thì nó mới bắt đầu nhanh, có người dẫm lên thì nó mới bắt đầu nhanh. Thang cuốn á, đi thang cuốn có thể là phải hết sức cẩn thận nhé. Đấy, khu vực sàn bên kia là vẫn chưa có đơn vị nào thuê cả. Đây là trung tâm thương mại hoàn toàn mới, thành ra tầng ba này hy vọng là sẽ có Starbucks. Thấy cái điểm Starbucks đâu kìa? À không phải, theo cái quy hoạch ấy, trước đây là Starbucks sẽ thuê ở tầng 1, gọi là đấy, nhưng bây giờ là cho Highland thuê. Mai một mình sẽ đi xem phim ở đấy. CGV à. CGV, dịch cho mọi người những dòng chữ tiếng Anh ở trên nhá. CGV, where you special movie, tức là nơi mà có những bộ phim đặc biệt. Experience starts, bắt đầu những trải nghiệm. Now showing a CGV involving beyond movie management system or intimate convenience, tức là ở đây thì bạn sẽ được gọi là involve với những cái bộ phim hay. Involve kiểu như là nó là tương tác, giao hòa ấy. Management system, hệ thống quản lý và những tiện ích vượt trội. Ôi, CGV ở đây chưa làm xong. Ôi, tưởng được xem rồi. Ticket box này, ticket box là nơi bán vé. Popcorn factory là nơi sản xuất. Oh, chưa xong, đoàn phim vẫn chưa hoạt động. Involving Vision Movie, CGV, Center. Đó. Vẫn còn tầng thượng mà mình chưa lên. Mình sẽ lên tầng thượng để nhìn xuống dưới. Lên tầng thượng này mà làm cà phê các kiểu thì hay, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ nóng nên làm một cái cà phê ở tầng thượng. Và có một cặp uyên ương này, một cặp uyên ương đang đứng ở đây. Ok, rất tuyệt vời. Wow, tầng thượng rất rộng nhá. Kỳ rộng luôn. Wow, đứng ở đây nhìn được toàn cảnh thành phố Vinh luôn. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi ra để nhìn quảng trường. Thôi mọi người thấy không? Đây, quảng trường Hồ Chí Minh này. Quảng trường Hồ Chí Minh có những ô cỏ rất đẹp. Cái chỗ lúc nãy mình đứng quay ở tầng 1 đấy là mình đứng ở đâu kia? Ngã tư quảng trường bên này. Đây là đường Hồ Tùng Mậu. Đường Hồ Tùng Mậu. Đó, phía xa ngoài kia ấy là khách sạn Mường Thanh rồi tòa nhà Dầu Khí. Tòa nhà Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An này. Tòa nhà Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An này. Đó. Một khoảng trời rộng lớn. Đây có cái cầu thang bộ này. Cầu thang bộ ở đây. Tòa nhà Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh nhìn vừa quận, nhìn giống như tòa nhà Quốc hội ấy. Victory Hotel này.
Ok, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Đừng quên like, comment và chia sẻ nhé, để mình làm thêm nhiều video nữa. Super CEO anh Tuấn, xin cảm ơn các bạn ạ.